Mới đây, một ngư dân ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trong lúc giăng lưới trên sông đã bắt được con cá hô khủng nặng tới 60 kg. Vâng ạ, đây cũng chính là mùa xuất hiện nhiều cá hô nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Và quý vị cũng như là Kim Thảo có biết không, cá hô là loài cá nằm trong danh sách đỏ với nguy cơ bị tuyệt chủng. Song thời gian gần đây thì loài cá này đang được các kỹ sư cho sinh sản nhân tạo thành công và đang trở thành loài cá phát triển kinh tế ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cá có trọng lượng khủng như mà Kim Thảo vừa mới chia sẻ thì thật sự là rất là hiếm. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ thì chúng ta cùng xem cận cảnh con cá này như thế nào quý vị nhé. Theo người dân này, con cá hô này là do anh giăng lưới bắt được. Sau khi được rao bán với giá gần 8 triệu đồng, ngay lập tức con cá đã được thương lái thu mua. Anh này cũng cho biết, trước đó cũng đã từng bắt được con cá hô có trọng lượng lớn hơn. Người dân địa phương cho biết, lần đầu tiên trông thấy con cá hô có trọng lượng khủng ở khu vực này. Như quý vị thấy, mặt đường nhựa bong tróc, lồi lõm xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà sâu hàng chục cm. Các phương tiện đi qua đây gặp không ít khó khăn. Những chiếc xe máy phải liên tục uốn lượn qua các hố sâu trên mặt đường. Còn xe ô tô thì y ạch chạy thật chậm mới qua được đoạn đường này. Cái đoạn đường này em rất là thường xuyên đi qua lại, và cái đoạn đường này xuất hiện rất là nhiều ổ gà, ổ voi, làm cho việc đi lại của người dân rất là khó khăn. Đặc biệt là về những mùa mà trời mưa thì nó lại sình bùn đồ, nó lại lên và rất là dơ, cho nên là em mong là các cơ quan có thể là quan tâm đến đời sống của người dân hơn, có thể là đầu tư và sửa chữa cái con đường này cho nó sạch sẽ và khang trang hơn để cho người dân thuận tiện đi lại, và cho tiệm có thể là có đoạn đường mới, có thể là đi lại dễ dàng hơn. Qua phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra từ lâu và người dân đã nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên tất cả chỉ là sự im lặng và con đường cứ thế ngày một xuống cấp trầm trọng hơn. Nhiều vụ ngã xe vì tránh ổ voi, ổ gà đã xảy ra trên đoạn đường này. Với người dân nơi đây, việc mỗi ngày phải đi qua con đường này đã trở thành nỗi ám ảnh. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Hy vọng qua phản ánh của phóng viên chúng tôi, các cơ quan chức năng sở tại sẽ sớm vào cuộc sửa chữa tuyến lộ để người dân thôi nơm nớp lo sợ cảnh nước đọng, bùn lầy, bụi bặm và bẫy giữa đường mỗi khi lưu thông qua tuyến lộ này. Xảy ra mâu thuẫn rồi bị một thanh niên ngụ cùng địa phương đánh. Để trả thù, gã trai chỉ mới 20 tuổi ở Kiên Giang đã rủ thêm hai người bạn mang theo dao kiếm truy sát đối phương một cách vô cùng tàn nhẫn. Với hành vi côn đồ này, chiều qua ngày 8 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 34 năm tù về tội giết người. Sau đây là diễn biến tại phiên tòa. Mời quý vị cùng theo dõi. Đứng trước tòa là 3 bị cáo Danh Phát 20 tuổi, Danh Bi 23 tuổi, Danh Giàu 21 tuổi, cùng ngụ xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2017, Phát có mâu thuẫn với anh Danh Út 27 tuổi. Do bị Út đánh nên Phát tức giận, rủ thêm Bi và Giàu chuẩn bị kiếm và dao tự chế để tìm Út rửa hận. Khi anh Út từ trong nhà bước ra, thì bị Bi dùng kiếm chém đứt gần lìa cổ tay trái. Lúc này Phát cầm dao tự chế chém vào đầu, chân, làm nạn nhân bất tỉnh. Thấy Út nằm dưới đường nên Giàu xông đến tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người thì được người dân xung quanh phát hiện can ngăn. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật 59%. Ngoài mức án đã tuyên, Danh Bi và Danh Phát mỗi bị cáo 12 năm tù, Danh Giàu 10 năm tù về tội giết người. Ba bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân số tiền trên 160 triệu đồng. Thuê giang hồ để bắt cóc con ruột thì theo Nguyên Bảo là có tin hay không? Thật sự những chuyện như vậy thì có thật chứ Kim Thảo. Và thông thường thì các vụ ly hôn của các cặp vợ chồng thường là muốn giành quyền nuôi con. Chính vì vậy mà nhiều tình huống dở khóc dở cười như vậy vẫn diễn ra hàng ngày. Và cũng chỉ mới đây thôi, một người đàn ông thậm chí bỏ ra số tiền 50 triệu đồng thuê giang hồ từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tận Trà Vinh, sau đó là vác dao xông vào nhà bố mẹ vợ để bắt cóc con mang về nuôi nữa đó. Và chi tiết vụ việc hy hữu này như thế nào, mời quý vị cùng Kim Thảo theo dõi ngay sau đây. Đối tượng Đinh Thanh Cần 35 tuổi, ngụ xã An Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và vợ sống ly thân cách này khoảng nửa năm. Hiện chị B là vợ Cần đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cháu H cho ông bà ngoại nuôi. Do muốn đưa con về nuôi, Cần đã thuê Phùng Phú Va 35 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cùng 10 đối tượng khác với giá 50 triệu đồng để đến nhà của cha vợ tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bắt cóc cháu H. Sau đó, nhóm này cùng đối tượng Cần mang theo 8 cây dao tự chế đi trên 2 xe ô tô đến nhà ông Tư, xông vào và bắt cháu H lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, nhóm này nhanh chóng bị bắt giữ sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Càng Long tiếp tục điều tra xử lý. Kính thưa quý vị, ma túy là loại chất kích thích bị nghiêm cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển hay là sử dụng. Nếu như mà bị phát hiện thì các đối tượng sẽ phải chịu những mức án rất cao. Chính vì vậy mà những kẻ này cũng thường xuyên thủ theo các loại vũ khí hàng nóng để sẵn sàng chống trả khi cần thiết.
Mới đây, sau khi bị bắt quả tang, người chị đang vận chuyển ma túy, thì cơ quan công an kiểm tra phòng trọ phát hiện thêm người em ruột của nữ quái này cũng đang tàng trữ ma túy, cùng với nhiều súng ngắn, dao tự chế. Và vào hôm qua, ngày 8 tháng 11, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết đã di lý đối tượng Trần Thị Trúc Ly, 27 tuổi và em trai là Trần Văn Để, 25 tuổi, cùng trú ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp về cơ quan. Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 7 tháng 11 trên quốc lộ 61, đoạn thuộc ấp Phú Khởi, xã Thành Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, lực lượng công an đã bắt quả tang Trần Thị Trúc Ly điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 62L106721. Trong xe có cất giấu một bịch ni lông chứa các hạt tinh thể nghi là ma túy nặng gần 0,4 gram. Qua đấu tranh, cơ quan công an tiếp tục kiểm tra phòng trọ của Trần Văn Để là em của Ly thuê trên quốc lộ 61, đoạn thuộc ấp Tân Long, xã Tân Bình, phát hiện thêm 7 bịch ni lông có chứa các hạt tinh thể nghi là ma túy, có tổng trọng lượng hơn 20 gram, 4 viên nén nghi là ma túy, một gói giấy có chứa mảnh vụn nghi là cần sa khô, một khẩu súng ngắn tháo rời không đạn và hai con dao tự chế trước cửa ra vào. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 11, đơn vị này đã điều tra làm rõ hành vi của các nghi can tham gia đánh bài ăn tiền với quy mô lớn và vừa bị triệt phá. Đáng nói hơn là trong 15 người bị tạm giữ thì có đến 12 nghi can là phụ nữ. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, khoảng 17 giờ chiều ngày 7 tháng 11, qua tin tố giác của người dân, lực lượng công an đã bất ngờ bao vây bắt quả tang nhiều người tham gia đánh bài ăn tiền tại nhà ông Lê Quang Cường, 46 tuổi, ngụ ở ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Tại hiện trường, công an tạm giữ 15 nghi can, 34 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài đã qua sử dụng, 21 bộ còn mới, nhiều điện thoại di động, xe máy cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua điều tra ban đầu, công an xác định sòng bài do Lê Quang Cường tổ chức hoạt động trong thời gian dài và đặc biệt là thu hút rất nhiều phụ nữ tham gia. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc, một thanh niên sau khi đi lấy tiền chạy đám thuê về thì mất tích. Chiếc xe của anh này sau đó được tìm thấy bên vuông tôm nhưng không thấy người đâu. Và suốt 2 ngày qua, người nhà cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên thì đến sáng nay ngày 9 tháng 11, người dân trên địa bàn đã phát hiện thi thể của một nam thanh niên nằm ở đường nước của một nhánh kênh Bà Hội thuộc khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau, nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đây được xác định là nạn nhân trong vụ mất tích trên. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 11, một người dân trong lúc đang lưu thông trên tuyến lộ thuộc địa bàn khóm 3, thị trấn Thới Bình thì phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 69D1-27352 bị hư hỏng nặng. Thân xe nằm nửa trên nửa dưới bờ vuông tôm. Chiếc xe máy được xác định là của anh Dương Quang Trờ, 25 tuổi, ngụ ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Theo cha của anh Trờ cho biết, con trai ông trước đó chạy xe đi lấy tiền chạy đám thuê từ 15 giờ ngày 6 tháng 11, nhưng sau đó không thấy trở về nhà. Khi phát hiện chiếc xe, nghi nạn nhân rơi xuống vuông mất tích nên gia đình xuống mò tìm nhiều lần nhưng không tìm thấy. Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa bà con, hiện nay thì hầu hết các hộ gia đình đều thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện cùng lúc. Trong khi đó thì tuổi thọ của hệ thống dây dẫn, các câu mắc khoa học vẫn còn rất ít bà con quan tâm. Và đây chính là nguyên nhân gây nên những vụ chập điện, sau đó là hỏa hoạn hiện nay. Vâng ạ, và vào rạng sáng nay ngày 8 tháng 11, tại ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thành Nhì, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn tất cả các vật dụng trong một gia đình bán tạp hóa, ước thiệt hại trên 330 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện lúc vắng người, thưa quý vị. Căn nhà bị cháy được xác định là của vợ chồng anh Đỗ Văn Vũ và Dương Thị Mỹ Hằng. Thời điểm trên, vợ chồng anh Vũ đang ngủ thì căn nhà bất ngờ phát hỏa nên tháo chạy ra ngoài. Do là nhà cột gỗ, vách tôn, mái tôn và là tiệm buôn bán tạp hóa nên lửa cháy lan nhanh chóng. Chỉ trong một giờ đồng hồ, đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Rất may là không có thiệt hại về người và lửa không cháy lan sang nhà bên cạnh. Hiện ngành chức năng và chính quyền địa phương đang điều tra và xử lý vụ việc. Những cái chết tức tưởi phút chốc trở thành tội phạm giết người, tình nghĩa xóm giềng rạn nứt. Bên cạnh đó thì còn là hằng hà những hệ lụy đau lòng khác. Vâng, thứ mà Kim Thảo đang nói đến chính là những đường dây bẫy chuột bằng điện mà rất nhiều bà con ở miền Tây chúng ta vẫn thường xuyên áp dụng để bảo vệ đồng ruộng vườn tược của mình. Vâng ạ, bẫy chuột nhưng người chết. Những đường dây tử thần khi mà đã được giăng ra thì chẳng biết điều gì có thể xảy đến. Chỉ biết rằng có rất nhiều người đã bỏ mạng oan uổng chỉ vì những sợi dây vô hình như thế này, thưa quý vị. Dây kim loại giăng khắp các bờ kênh, chuột chết, ếch nhái chết, nhưng nhiều người cũng đã phải bỏ mạng. Những sợi dây tử thần giữa đồng vẫn luôn đe dọa tính mạng của nhiều người. Ngày 6 tháng 5 năm 2018,
khi em Diệp Nguyễn Quy, sinh năm 2002, trú tại ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình, huyện Trần Giang Thời, tỉnh Cà Mau, ra cánh đồng gần nhà bắt nhái cùng nhóm bạn, thì bị điện giật tử vong tại chỗ. Nguyên nhân là bởi trước đó, ông Hồ Minh Tâm, sinh năm 1977, đã giăng điện ngăn chuột vào phá vườn cây, trả giá cho hành động sai trái của mình. Mới đây, ông này vừa nhận mức án 3 năm tù giam về tội giết người. Trước đó, anh Nguyễn Văn Triệu, sinh năm 1984, ngụ ấp Phú Quế, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã bị điện xuyệt chuột của gia đình ông Võ Văn O, sinh năm 1946, ngụ cùng địa phương, giật tử vong. Vậy là lại một vụ án thương tâm mà người chết, kẻ ngồi tù chỉ vì muốn diệt vài con chuột. Đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ giăng điện bẫy chuột gây chết người xảy ra tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long những năm gần đây. Mặc dù vậy, với việc dễ lắp đặt, hiệu quả lại cao, nên đây vẫn là phương pháp phổ biến được nhiều bà con áp dụng. Thì mình giăng vòng 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 thấy mấy bờ này nè, ở ngoài nó chạy vô thì dướng, mà bởi không giăng thì quá trời chuột nó cắn rồi. Thì cũng phải chịu chứ sao giờ. Ngày thì nghe không sợ, mà ban đêm á mình sợ. Sợ là mấy người ta xịt mà không có bị đèn chớp đó, không có để đèn chớp thì mình nguy hiểm, mình đâu dám đi đồng trong ban đêm đâu. Bất chấp luật pháp nghiêm cấm, sẵn sàng đánh cược với tính mạng của người khác. Khi mà sự cố xảy ra thì người giăng bẫy chính là kẻ giết người có chủ đích. Rất nhiều những vụ án đã xảy ra nhưng dường như tình trạng này vẫn rất phổ biến. Trên thực tế thì đồng ruộng cũng là một phần không gian công cộng trong thói quen của nhiều người dân tại các vùng quê của chúng ta. Nhiều người vẫn quan niệm rằng ruộng vườn nhà mình thì mình giăng bẫy. Thế nhưng ngoài chuột thì vẫn còn những người mò cua, bắt ốc, bẫy cá thường xuyên đi qua lại. Hầu hết họ đều là những người hàng xóm láng giềng, trong cùng thôn, cùng ấp hay thậm chí là những người thân trong gia đình của người giăng bẫy. Đáng nói là rất nhiều trẻ em thôn quê thường ra đồng để vui chơi và chưa kể đến là còn có trâu, bò, chó, mèo có thể đi lạc vào bất cứ lúc nào nên khả năng dính bẫy là vô cùng lớn. Mặc dù được tuyên truyền sâu rộng, những cái chết thương tâm thường xuyên xảy ra, nhưng vẫn còn những người chỉ vì lợi ích trước mắt của bản thân mà xem nhẹ tính mạng của người khác. Từ khổ chủ chỉ muốn bảo vệ tài sản của mình, nhưng việc thiếu kiến thức cộng với tâm lý chủ quan, nhiều người đã phút chốc trở thành kẻ sát nhân và đối mặt với bản án phía sau sông sắt. Ủy ban xã là có tuyên truyền cho dân đừng nên là dùng bẫy chuột bằng điện, thì đó là gây ra cái hậu quả là rất đáng tiếc. Hiện nay thì đối với bà con, khuyến cáo bà con nên là sử dụng là thuốc chuột mà hiệu Baye đó, là nó dạng là diệt chuột thông minh đó. Thì nói chung là chuột thì chết, thì khuyên bà con là sắp tới đây là nên phải sử dụng thuốc chuột đó. Trên thực tế, ngoài những sợi dây tử thần thì vẫn còn rất nhiều cách ngăn ngừa chuột hữu hiệu khác, vừa đảm bảo an toàn mà cũng rất hiệu quả. Chẳng hạn như tận dụng những tấm lưới đánh cá cũ hay dùng ngũ cao su bao bọc quanh thửa ruộng của mình. Việc bảo vệ tài sản là cần thiết, nhưng người dân cũng cần hiểu rõ tính mạng con người vẫn là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các cách làm mới, hiệu quả, an toàn để người dân áp dụng, tránh những tai họa đáng tiếc xảy ra như thời gian qua. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Nóng cũng đã hết. Mọi ý kiến phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, tất cả quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng của chương trình Tiêu Điểm Nóng 0971225053. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.